Rất rẻ Hoàng Nguyễn xin kính chào toàn thể anh chị cô chú và nhà đầu tư. Thì hôm nay em xin chia sẻ đến anh chị cô chú và nhà đầu tư một cái căn nhà mái thái tuyệt đẹp ở thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thì cái căn nhà này nó có 150 m², xây dựng năm 2019 và có đầy đủ giấy tờ, giấy phép xây dựng. Và diện nó nằm trên cái mảnh đất khoảng gần 800 m². Thực tế trong giấy thì 470 mấy thôi. Và nó nằm ngay cái mặt tiền tỉnh lộ rất là rộng lớn, khu dân cư đông đúc. Và đối diện cái căn nhà là trường mẫu giáo và thôn văn hóa, rất phù hợp để anh chị cô chú mua đầu tư vào mở dịch vụ ăn uống cà phê. Thì bây giờ em xin mời anh chị cô chú cùng với em đi tìm hiểu về cái căn nhà này nhé. Hiện tại thì em đang đứng trước cái căn nhà mái thái luôn anh chị cô chú ơi. Thì cái căn nhà này là nó được xây dựng trên cái mảnh đất là 470 mấy m² nha, nhưng thực tế gần 800 m². Nhà quân quốc rất đẹp và được xây dựng 4 năm, có giấy phép xây dựng đồ ngon lành cành đào nha. Và cái hướng nhà này là hướng đông nha anh chị cô chú, rất là đẹp. Và nằm ở trên mặt tiền tỉnh lộ luôn. Cái phía trước này nè, từ đây ra ngoài ngã ba xã Hàm Minh đó, ngay chỗ chợ Hàm Minh quốc lộ 1A đó là khoảng chừng 2 cây số nha. Và hướng đi ngược lại là xuống bãi biển Thuận Quý và Novo khoảng 7 cây, rất là đẹp. Đây, đối diện nhà là dân cư rất là đông đúc. Và trường mẫu giáo Hà Minh nó nằm đối diện luôn nha. Thì xung quanh căn nhà mái thái này thì dân cư ở rất là đông. Nhà nằm mặt tiền đường tỉnh lộ luôn, rất phù hợp để anh chị cô chú buôn bán nha, cà phê hay là những cái ăn uống này nọ. Là thôn văn hóa nè, đó xung quanh nhà cửa rất là đông đúc. Nhà xây dựng rất đẹp. Đây, xung quanh nhà này. Đó, bây giờ mình sẽ vào bên trong cái căn nhà này nha anh chị cô chú. Đây, cái nhà này mái thái tuyệt đẹp nha. Chủ đang rất cần tiền nha anh chị cô chú, nên bán cái giá gốc luôn là 2 tỷ 1, không có thương lượng gì hết nha. Nhà mua vô ở liền. Nhà tuyệt đẹp, có chỗ để xe hơi phía trước luôn nè, cây kiển. Nhà gồm 3 phòng ngủ nha, toilet này nó đầy đủ, rất đẹp. Nhà xây quá tuyệt đẹp luôn anh chị cô chú ơi. Phía trước nhà ở nhà mái thái cực kỳ đẹp. Đây, mình đi xung quanh phía sau căn nhà này tí xíu nha. Nhà này xây dựng năm 2019, có giấy tờ trị giá luôn, lúc xây dựng lúc đó là 710 triệu đó. Có 150 m² thổ cư nha anh chị cô chú. Đây, phía sau đất này là đất còn dư nha. Diện tích đất là tính ra thực tế là gần 800 m, nhưng mà ở trong giấy tờ nó có 400 mấy thôi. Phía sau này thì nó là một cái mũi nhọn, nó tốt hậu, nhưng mà đây ta bán nhà chứ không phải bán đất nha. Đó, cho nên mình cứ vô tư. Và xung quanh là những cái ngôi nhà mái thái không. Nhà quân quốc cực kỳ đẹp luôn. Đó, mình nhìn từ phía sau nghe anh chị cô chú. Đó, quá là tuyệt vời. 2 tỷ 1 buôn sổ nha anh chị cô chú. Còn bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị cô chú là để chạy tới lui để ra sổ cho anh chị cô chú thôi. Đó. Thì nhà thì chủ đang ở cho nên nó có hơi bề bộn tí xíu. Mình thấy đồ đạc này nọ, nó anh chị cô chú cũng thông cảm nha. Đó, mình đi từ phía sau luôn nè.
điện nước đầy đủ hết, phòng ngủ 3 phòng ngủ, phòng toilet, máy, phòng tắm đồ này nọ là riêng biệt hết nha, cực kỳ đẹp. Đây phòng tắm toilet riêng biệt hết, nhà bếp phía sau anh chị cô chú quá thì đẹp luôn, xây rất là kiên cố. Chủ đang ở nhưng mà do đang nợ tiền nên bán cái gì? Giá rất là mềm nha. Đây một phòng ngủ luôn, xây rất đẹp, hai phòng ngủ luôn, và chỗ cái phòng khách cũng rất là tuyệt vời anh chị cô chú ơi. Thì em quay thì đương nhiên nó sẽ không thể hiện hết được tinh tế ở trong cái căn nhà, nhưng mà khi anh chị cô chú nếu thật sự đầu tư á là mình xuống mình tham quan nha. Đây căn phòng thứ ba luôn, 3 phòng ngủ, 1 toilet và 1 phòng tắm riêng biệt. Này phía sau nhà xây dựng rất kiên cố nha anh chị cô chú, xây năm 2019, có giấy tờ này nọ đầy đủ hết, nó nằm ở ngay cái mặt tiền luôn nè, mua vào là ở ngay nha. Thì phía trước này là nguyên cái khoảng sông xăng rất là rộng nè, mình để mình mở cà phê, kinh doanh cà phê hoặc là ăn uống. Tại đối diện là trường mẫu giáo nè anh chị cô chú, đó cực kỳ đẹp nha. Đường này là đường đi xuống bãi biển Thượng Quý nè, hoặc là xuống Nova World nè, đó dân cư anh chị cô chú thấy rất là đông. Và đi ngược lại từ đây ra ngoài ngã ba Hàm Minh là khoảng 2 cây số ra quốc lộ 1A đó. Ở đây mình bán đồ ăn, cà phê, ăn sáng cà phê để phụ huynh đưa đón con cái là ngay cái trường mầm non, trường mẫu giáo của Hàm Minh luôn, cực kỳ đẹp. Địa thế rất là phù hợp để mình đầu tư cho anh chị cô chú. Quá đẹp. Rồi một lần nữa thì Đắc Rẻ Hòa Nguyễn xin thông tin lại cái căn nhà mái Thái có 150 m thổ cư, nhà cực kỳ kiên cố, xây dựng năm 2019, trên cái mảnh đất là gần 800 m, chủ thu về với giá buôn sổ 2 tỷ 1, không thương lượng nữa nha. Nếu anh chị cô chú thấy căn nhà này phù hợp với cái tiêu chí mình mua về để ở và đầu tư kinh doanh, mình hãy điện cho Đắc Rẻ Hòa Nguyễn qua cái số điện thoại 0384289936. Em xin chào và xin chân thành cảm ơn anh chị cô chú.